Kishibe đã từng nói rằng nếu như cả thế giới này lao vào và đấm nhau tay đôi thì người chắc chắn sẽ thắng cuộc chính là Quanxi. Cứ tưởng rằng câu nói này chỉ là cường điệu hóa sức mạnh của cô nàng thợ săn quỷ người Trung Quốc. Thế nhưng không, chapter này đã chứng tỏ cho người xem chúng ta thấy rằng lời của Kishibe không bao giờ là xạo cả. Quanxi đã chứng tỏ cho người xem chúng ta thấy được rằng chỉ là chị không muốn sâu kỹ năng thôi, chứ nếu mà chị nghiêm túc thì có mà cả thế giới này đều phải nằm dưới lưỡi kiếm của chị. Ama tất nhiên là ngoại trừ Makima ra nhé. Quỷ chiến tranh, quỷ kiếm, quỷ đinh, quỷ đói, tất cả những cái tên này đều đã bại trận dưới tay của Quanxi và phải nhờ đến một tình tiết bất ngờ thì họ mới có thể thoát được khỏi cái thế khó khăn này. Vậy thì đó là gì? Quanxi bá đạo như thế nào? Và tại sao Yoru không thể đối đầu lại cô nàng, mặc dù đang ở đỉnh cao sức mạnh? Chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem thử Chainsaw Man chấm 162 có gì hấp dẫn nhé. Ở chấp trước, chúng ta đã được biết rằng biệt đội giải cứu người cưa đã tìm ra được căn phòng mà Chainsaw Man đang bị giam giữ. Cơ thể của cậu ấy đã bị cắt ra thành từng mảnh và hiện đang nằm ở trong toàn bộ những cái hộp này. Yoru yêu cầu đám bác sĩ ở đây chỉ cho cô ấy thân xác của người cưa đang ở đâu, và sau khi phát hiện ra được điều đó, cô tiếp tục yêu cầu tất cả những người đang có mặt ở đây chơi trò xếp hình và xếp lại toàn bộ thân xác của Denji. Bỗng nhiên bộ truyện chiến đấu lại chuyển thành bộ truyện 2 khi mà các tình huống khó đỡ diễn ra. Chẳng hạn như việc Fami là một trong hai kẻ đứng đầu của nơi này và là chị của Yoru, nhưng vẫn nghe theo lời của em gái của mình và làm cu li, hay thanh niên Haruka này cứ hứng tình lên mỗi khi thấy được thứ gì đó như nội tạng hay quả tim của người cưa. Điểm đáng chú ý nhất là khi Akoku tìm thấy được cây xúc xích của người cưa và hỏi rằng liệu nó có thể được gắn lại hay không, thì ngay lập tức tên quỷ kiếm bảo rằng cậu ta phải gắn vào đít của Chainsaw Man thì nó mới hợp lý. Chắc chắn tên này vẫn còn đang rất là cay cú với những gì đã diễn ra với hai hòn bì của mình ở Season 1. Phân cảnh này cũng đã được chứng minh rằng Yoru là một người rất có tinh thần thượng võ và là một người chơi rất đẹp, bởi vì nếu còn nhớ thì Yoru đã có thù oán với Chainsaw Man từ lúc trước và cô đến đây là để trả thù anh ta. Vậy thì nếu Chainsaw Man đang ở trong tình trạng yếu đuối như thế này thì việc trả thù là rất đơn giản, chỉ cần bóp nát quả tim của anh ta hoặc cứ để như thế cho Chainsaw Man không bao giờ hồi sinh nữa, rồi Yoru sẽ đường đường chính chính vượt mặt được anh ta mà thôi. Thế nhưng không, cô không làm vậy, bởi vì làm như vậy là không đáng mặt một hảo hán. Đó chính là lý do vì sao mà cô yêu cầu cho đám người này không được trêu đùa thân xác của anh chàng, mà hãy xếp lại ngang nắp để Chainsaw Man có được cơ thể hoàn hảo nhất và trận chiến này sẽ đi vào huyền thoại. Trong lúc đó thì Pro Benny tìm ra được cái đầu của Chainsaw Man và đây là lúc mà sự thật động trời đã được tiết lộ. Mitaka Haruka đã phát hiện ra rằng Denji chính là người cưa và không cần nói thì cũng biết người bất ngờ nhất chính là Mitaka chứ không ai hết. Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì gã thợ săn quỷ kia đã quay trở lại và gã ta đã mang một đặc vụ vô cùng ưu tú tới, người có khả năng cân tất cả mọi người trong căn phòng này, thợ săn quỷ mạnh nhất thế giới Quanxi. Chapter này mang tên nỗi sợ và có lẽ đây là tiêu đề để nói về cái thứ sức mạnh đáng sợ của Quanxi. Tất cả mọi người đều hiểu rằng một khi đã đụng độ với cô nàng thì chắc chắn chỉ có hẹo, vậy nên gã quỷ đinh đã đổ mồ hôi hột và lên tiếng nói rằng đợi đã, làm ơn đừng giết tôi rất kính trọng cô cực kỳ mạnh, với lại da cũng rất đẹp nữa, hơn hết tôi cũng rất tò mò về hãng dầu gội mà cô đang dùng đó. Nếu như là một người chỉ biết nghe lời thoại của quỷ gã đinh mà không xem hình thì chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng thanh niên này đang sợ vãi cả ra quần mà cầu xin quỳ lại Quanxi. Tuy nhiên thì các bạn cũng đã thấy đó, thanh niên này đóng vai người hèn và tấn công lén Quanxi trong lúc cầu xin cô ấy. Tất nhiên nhìn mặt lạnh như băng của Quanxi thì các bạn cũng biết là nó có tác dụng hay không rồi đúng không? Trong lúc quỷ đinh tung những kỳ đinh lên và đóng nó thật mạnh thì Mitaka và quỷ kiếm cũng lao đến. Nếu các bạn để ý thì phân đoạn này diễn ra rất nhanh và những panel này là những panel slow motion để chúng ta có thể hiểu được các nhân vật này đang làm gì trong lúc mà tên quỷ đinh vừa đánh lạc hướng vừa tấn công Quanxi. Chỉ trong nháy mắt, cô nàng này đã có thể làm gỏi hết tất cả mọi thứ. Đầu tiên cô dùng thanh kiếm của mình đã đỡ những kỳ đinh, sau đó lướt lên phía trước và chém đứt đầu của tên quỷ kiếm. Haruka quá hoảng sợ mà đánh rơi cái đầu của Denji xuống đất. Lúc này thì Yoru mới ra mặt và cô chạm tay mình vào cây dao phẫu thuật gần đó, miệng thì đọc thần chú rằng dao mổ chi kiếm. Sau đó, một cây dao mổ ngắn củn nó đã biến thành một cây đao dài và cực kỳ mạnh. Tuy nhiên thì vẫn như một kịch bản cũ mà thôi. Vừa mới triệu hồi ra thanh kiếm thì Quanxi đã lao vào tấn công như vũ bão, khiến cho Yoru và tên quỷ đinh từ việc có lợi thế hơn người đã phải biến thành những kẻ phải đi phòng thủ. Mitaka
Mình nghĩ trong pha này, Quincy đã cho Yoru cơ hội và triệu hồi ra vũ khí để xem thử cô nàng mạnh tới đâu đấy chứ. Với tốc độ của Quincy thì mình nghĩ rằng cô hoàn toàn có thể chặt đứt cánh tay còn lại của Yoru lúc nào mà không hay đấy. Việc phòng thủ trước một bậc thầy với tốc độ như Quincy quá là khó khăn, vậy nên cả hai đã đành phải chịu khuất phục trước cô nàng này. Yoru thì bị đá phăng đi vào tường, còn Quý Đinh thì bị cô nàng chọc hàng trăm nhát kiếm vào người. Các bạn hãy để ý ở pha này, nên nhớ rằng Quincy là người thích phụ nữ và cô thường không bao giờ đánh con gái. Trước kia, Denji và cả Power cũng đã từng đụng độ với cô, nhưng người bị thương chỉ có Denji, còn Power thì không. Tuy nhiên trong phần cảnh này thì vì buộc phải là đối thủ của nhau, vậy nên Yoru mới bị cô ấy đạp một phát thật mạnh vào tường thôi. Còn tên Quỷ Đinh kia thì bị cô đấm nặng hơn. Trường hợp tương tự cũng diễn ra đối với gã Quỷ Kiếm, khá là phân biệt đối xử. Nhưng mà nhờ vậy thì Yoru và Mitaka mới giữ được mạng sống của mình, chứ còn không thì câu chuyện nó đã kết thúc ngay tại đây rồi. Ta có thể thấy, nhờ sự ao trình hoàn toàn của Quincy về mặt sức mạnh trong trận chiến này, nên nhớ lỡ thời điểm hiện tại, thế giới đang rơi vào loạn lạc và chiến tranh đang dần kéo đến, đồng nghĩa với việc sức mạnh của Yoru đang ở thời kỳ đỉnh cao. Ấy thế nhưng dù vậy, cô nàng cũng không thể đấu lại được với Quincy. Nhiều bạn sẽ nói rằng Yoru chỉ đang có một tay, vậy nên cô sẽ không thể có được 100% sức mạnh của mình. Ừ thì cũng đúng, nhưng nên nhớ là hiện tại bên cạnh Yoru còn có Katana Man và Quý Đinh nữa. Và nếu như theo đơn vị tính tay thì hiện tại Quincy đang chấp Yoru tới tận 4 tay đấy. Nhìn thấy máu mè văng tứ tung ra thì Bro Benny liền hét toáng lên. Quincy nhìn thấy vậy cũng vung kiếm và tính kết liễu thanh niên này. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà cô lại dừng tay. Bro Benny thì cứ cầm cái đầu của Denji mà hét lên trong vô vọng như vậy. Nếu các bạn còn nhớ thì ở phần cảnh này khá giống với những gì đã diễn ra ở Season 1. Nhất là phân đoạn mà cô Benny cầm phần thân trên của Denji để chống đỡ những viên đạn từ tay sai của Katana Man. Tuy nhiên khi ấy, cô Benny còn nổi máu chiến lên mà tiêu diệt hết mấy gã đó. Còn thanh niên Bro Benny này thì chỉ có hét lên mà khóc lóc van xin. Ngoài ra thì cũng giống với chị gái của mình, Bro Benny có được cái giáp bất tử dù cho bản thân mình có rơi vào tình huống khẩn cấp nào nhất. Điển hình là trong trường hợp này, Quincy có nhiệm vụ là giết hết tất cả những kẻ có mặt ở đây. Thế nhưng khi đến lượt thanh niên này thì Quincy lại dừng tay vì một lý do nào đó. Gã sếp bịt mặt ra lệnh cho Quincy và bảo rằng tiếp tục đi chứ. Cô nàng này giải thích cho hành động của mình rằng một người bạn cũ đã khuyên tôi không nên gây sự với người này. Không cần phải nói thì cũng biết người bạn cũ đó là ai. Lý do vì sao thì trong toàn bộ hành trình từ Season 1 tới giờ thì người duy nhất có liên kết thân mật mà không phải tình nhân với Quincy chỉ có thể là Kishibe mà thôi. Tuy nhiên mình đang khá thắc mắc tại sao Kishibe lại khuyên Quincy không nên động tới Bro Benny. Có bí ẩn gì ở thanh niên này chăng? Tại sao không được ra tay với cậu ta? Quả là một bí ẩn lớn cần phải được giải đáp. Hiện tại thì chuyện đó để sau vì chúng ta không có thông tin gì để giải đáp được. Quay trở lại với vấn đề thì gã sếp tổng thấy vậy liền đổ mồ hôi hột, hắn ta vào đầu bứt tai và than rằng tại sao lũ quỷ này không tuân lệnh chút nào thế. Đang được cụ canh giữ nên nhớ là bọn ta có thể vứt chúng xuống mương thay vì trả chúng lại cho người đấy. Hóa ra Quincy chấp nhận quay trở lại làm thợ săn quỷ cho cục bảo an là vì lý do như vậy. Bây giờ thì đã rõ rồi, hóa ra tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân, mình cũng đã dự đoán được từ trước. Bởi vì từ trường hợp của tên Katana Man thì ta đã biết được lý do mà cục bảo an có thể lôi kéo lại được hai con quỷ thuộc hệ hybrid về làm cho mình là vì họ đều có những thỏa thuận riêng cho mỗi người. Với gã Katana Man là khôi phục lại vị thế và băng đảng của hắn, còn Quincy là cô muốn lấy lại thân xác của những tình nhân cũ. Nếu như có lại được thì việc hồi sinh họ chắc chắn là Quincy sẽ làm được thôi, bởi vì với kinh nghiệm là một hybrid đã sống rất lâu rồi thì chắc chắn cô sẽ tìm được cách. Tuy nhiên khi Quincy nghe gã ta vậy thì cô cũng chả nói gì, gương mặt vẫn vô cùng lạnh lẽo. Quỷ Đinh và Yoru thì vẫn chưa hồi phục lại được và đứng đó nhìn sự lục đục nội bộ giữa gã thợ săn quỷ và Quincy. Gã này tiếp tục nói rằng, nghe đây, để tôi nói một điều, phụ nữ là... Chưa kịp nói dứt câu thì từ phía sau vợ của ông ta đã dùng lưỡi cưa đâm xuyên qua thẳng bụng. Điều này khiến cho tất cả mọi người hơi bất ngờ. Gã Quý Đinh cười và bảo rằng hẳn trước đó tên Samurai đã cắt phần cánh cửa rồi nhỉ. Trong khi đó là Katana Man đang nằm ở dưới sàn như thế này. Đây quả đúng là quả báo cho tên thợ săn quỷ vì cái tính xem thường phụ nữ như gã ta. Và thậm chí tệ hơn nữa thì vợ ông ta đã lao vào và ăn thịt ông ta một cách ngấu nghiến. Một cái kết không thể nào mà tệ hơn. Quincy thấy vậy thì bảo rằng, được đấy, tôi sẽ giả vờ bị mấy người đánh bại, giết tôi đi. Tất cả mọi người ở đây cũng rất bất ngờ trước lời nói của Quincy. Tất nhiên là với một người có tinh thần thượng võ như Yoru thì cũng chẳng vui vẻ gì với lời nói này. Cô nàng bảo rằng, ngươi đùa ta đấy à. Quincy đáp lại rằng, tôi sẽ không chết đâu, tôi cũng giống như Chainsaw Man thôi. Yoru lúc này cũng cạn lời rồi. Dù có ghét điều đó, nhưng mà hiện tại cô cũng đang khá là đuối. Mấy ông bác sĩ sau khi nghe xong điều đó thì cũng nhìn nhau rồi bảo rằng, tụi tôi không nghe thấy gì hết á.
Mấy ông này đúng là chú hề của mấy cháp gần đây. Cho bạn nào không hiểu thì mấy ông lớn của chính phủ đang nghiên cứu thân xác của Denji, và để làm điều đó thì họ cần phải xé xác cậu và mổ xẻ để có thêm thông tin. Việc Quanxi tự nhiên xuất hiện và bảo rằng mình cũng giống như Chainsaw Man vậy, chả khác gì nói với mọi người rằng chính bản thân mình cũng là một trường hợp đáng để nghiên cứu. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì mấy ông bác sĩ đã có một pha hành động khá là khôn ngoan, là giữ kín miệng để bảo vệ cho bản thân Yoru. Lúc này cũng đã ra quyết định, cô bảo rằng được rồi, ta sẽ làm, trước đó thì hãy trả lời ta cái đã, Chainsaw Man có mạnh hơn người không? Quanxi liền trả lời một cách vô cùng thẳng thắn: hắn yếu hơn, nhưng hắn cực kỳ đáng sợ hơn ta. Nghe tới đây thì Yoru cũng hiểu ra được thứ gì đó. Sau đó cô cầm kiếm của mình lên và chuẩn bị kết liễu Quanxi. Chapter cũng kết thúc tại đây. Có lẽ Quanxi đang nhắc đến Battle IQ và cái sự điên rồ của Denji. Nếu còn nhớ thì cô đã từng chứng kiến cậu chiến đấu với ả quỷ rối, một người đã nhận được sức mạnh của quỷ bóng tối. Ấy vậy mà bằng sự điên dại của mình, Denji đã tự mình giải quyết mọi thứ mà chẳng cần sự giúp đỡ của ai. Thậm chí là lúc đó, Quanxi đã lợi dụng Denji để cậu tự dấn thân chiến đấu nữa. Đó chính là lý do vì sao mà cô lại bảo rằng mình cũng có chút sợ hãi, như kiểu bạn sẽ không bao giờ biết được thằng ngu làm gì bởi vì nó không có não vậy. Đến cả Quanxi cũng phải công nhận như thế này thì Yoru càng ngày càng cay cú và quyết tâm chiến thắng cậu hơn mà thôi. Các bạn thấy chapter này như thế nào? Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.